Mili đặc công ấy, đó. Top là thằng 1 đó. Sao nha? Trai hả? Chắc Khó chắn. lắm, cướp rừng. Cấp rừng, cấp rừng. Cướp Ôi, nóng đấy. Anh đi top mà. à, eo mẹ mình như thế. Ừ, để tôi lên xem nào. Vậy. Đóng lùn cái chân chuối đầu bây giờ. Rừng cũng không giữ được. Anh Mẹ vừa chạy sang kia nó muốn chết đến mẹ luôn, kiểu không đéo được tao đâu, không được tao. Tu lén là này này. Con lại đi về ông chủ. Dẻo quá anh Chắc đó. em quá nó cũng trên không đứng đợi Ừ, ơi thằng nào nó đang đợi nó. tiếp nào này, nhìn là biết em quá rồi mà trong trạng thái không chọn được mục tiêu chứ. căng nhỉ. Đùa À, gì cái lốc cân nấng mà cái lốc cân lên nó ấy là bị thì mà lên đường thôi chứ không cho quá ấy. Anh thật sự thì đấy con bò này. Rõ ràng đang bay mà mẹ na vẫn lao vào mũi.
Thôi, đi về, thằng cô Ben. Để cô Ben hắn của anh. Biết ngay mà thằng Thủy cô Ben hắn đòi chơi mình. Quận chết bây giờ đi. Ba thằng đánh con bò bắn đi đúng lúc mà. Kìa bắn đi giờ đó bắn đi rồi lại một tí bắt đi hắn hết rồi còn cái vẹo gì nữa đâu. Ồ À, bài thử cho hai cụ kia đến mẹ cụ một thôi. Cả thần đèn na, đi phát đi. Yeah. Ôn người ảnh. Đấy. Đang đánh con bò quay lại đánh lính nhá. Hai lùn thật. Hiểu. Mày cũng biết lần này. Và đi thủ chỗ ra đi thủ chỗ ra. Mà đánh con bò gần chết rồi. Tinh công, tinh công. À mình đừng vào chợ nhé, tưởng không được vào chợ nhé. Bỏ qua con bò nhé, bỏ qua con bò nhé. Chơi luôn. Trời luôn. Đi. Ok. Mẹ biết lần này này. Ui. Ừ, anh lừa đấy, anh không lên đâu. Về đây. Bỏ qua này nữa. Ôi Đây chết luôn. Xong. đúng quá. Tôi nghĩ là ta. Thì mẹ cứ đánh cái cụ len này với cái con này. Đủ ai ổn nhắn bài thế nào chứ. Dạ, bỏ luôn rồi Bỏ đường luôn.
Thằng có vẻ biết đánh đấy. Khóa luôn. Ôi rồi. Quen đặt lính, đặt lính nào, bắt đi đó. Còn nó lên theo phong cách viên đánh đá thật đấy, luôn vào nó thả luôn, có mười mấy giây hồi chiêu thôi mà lên được, chưa lên mặt nạ. Nó không lên mặt nạ với sách, cần lên 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 lên, lên theo phong cách đó à. Biết quay luôn rồi đánh đi. nghe luôn. Ôi. Ai thôi. AD kìa, móc lốp đi. AD. Về làm gì? Móc xuống sau đi, móc. Ôi Mặt trời tạ. ơi. Làm thịt con bò tạ. Gì? Vào là chơi luôn kệ, không cần biết. Đúng thế. Vẫn lên à? Cả anti chết rồi. Mèo lấy máu rồi. Hay nhá. Đóng thêm cái giáp phép rồi cho phải đánh đi. Ừ. Nào quay lại đi. Nào quay lại à. Thôi quay luôn. Thôi luôn, tiếp phát nữa. Còn lên giáp châu đó. Lôi 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 hẳn đấy. Tưởng gì chỉ còn máy nữa. Đừng cái né nó xa hơn đó, xa hơn cái né nó một tí. Em đang đi hết cỡ rồi mà. Ăn thôi, ăn thôi, kệ anh, ăn đi. Ăn đi đâu. Chơi mày luôn. Vâng. Anh không trụ cho. Hắn tốc biến mình cũng tốc biến, hắn lướt mình cũng lướt. Thôi, về đi, về đi. Về thôi. Tuyết qua rồi, chơi. Từ từ nha, để anh Về bóc. nhưng mà vẫn thấy ngon. Để anh bóc lốp, để anh bóc lốp. Anh đi đẩy đường nhá. Anh đẩy đường nhá. Đẩy đường, đẩy đường. Thằng hai nhà tê dám mà không dám chơi mình đâu. Ngon. Bị mẹ đâu rồi. Ủa. Châu.
Thì là con này đi nó còn nhiều cao hơn cả em ấy. Nên ngồi ở cái tủ này. Hỏng ơi, Mình đã sao của mình con Maria lên tành chả trách mình đánh không đâu. Đã được được đầu cái đứng đầu tốt đó. Mắt ui ăn đi đâu ui muộn đấy, đằng sau ta trời ơi Nha. na crốt thôi AD AD đi ông nghe lên chơi đi đi AD Marian đánh có chữ ạ. Ôi nhập. Ui dòng 1.800 rồi. Là có nhóm rồi. Chơi này. Đi có tục biết. Nó. Chơi luôn. Bắt thằng Aden á. Rồi quên luôn. Đó. Còn một thằng Maria. Còn con Châu. Anh coi. Chắc được một cái trụ thôi. Được. 11 giây, 12 giây. Tôi lên nữa. 8 giây, 7 giây, 6 giây. Quên luôn, quên luôn. Đánh trụ. Ôi, sao lại dính nhà sớm ấy. Nè, nè. Đánh trụ, đánh trụ, đánh trụ. Phổ Đâu cam ngò. Công nhận con Maria lên kiểu tanh tanh lớn tao nhỉ.